nha. Đây là món cà nướng đây. Nhiều cơm quá, em chỉ ăn một ít thôi. Rồi, uống miếng nước đã mới đưa cơm được. Cơm không canh. Xin mời mọi người cùng ăn cơm nha. Chỉ cần nhiêu đây thôi là một bữa ăn rất là ngon. Cà tím nướng mỡ hành, anh ăn thử đi anh. Tại sao không ăn những món ngon như thế này? Xin mời mọi người. Ngon quá. Một trái cà làm ra được một dĩa. Hãy ăn uống một cách hết sức tự nhiên nha mọi người. Ăn mà tự nhiên thì nó mới ngon được. Đâu có ai ăn mà đẹp đâu ha. Ăn ngon quá. Ăn cà nướng thôi, khỏi cần ăn cá luôn. Ngon quá trời. Nước tương cay cay. Có người thì ăn nước mắm, cho nước mắm vô cũng ngon. Mình thì thích ăn nước tương, vì đúng cái bài thơ là nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương. Ngon quá. Đây là cá. Cá hấp mọi người ơi, cá bạc má hấp chiên giòn. Cái chiên giòn ngon quá. Món ăn thần thánh.
nhiều người rất là mắc cỡ trước ống kính, trước máy quay khi mà ăn uống. Người ta ngại ngùng. Rất là ngon. Cà nướng chấm nước tương, tỏi ớt. Ăn với cá chiên. Ngon quá. Mình nướng cà xong rồi là mình phi hành, mình trộn vô, mình phi dầu á với hành á, mình trộn vô nha mọi người. Có người thì không cần phải trộn, đổ mỡ hành lên thôi cũng được, tùy mọi người thích làm kiểu nào thì làm. Ngọt ghê. Cà tươi, trái cà này của Mỹ nè, bự. Một trái cà nướng ra được một dĩa đầy luôn, ăn không hết. Ăn nó cũng không khác gì vị của cà tím của Việt Nam, không có khác gì. Nó ngọt. Ngon quá. Cá nướng, cá chiên. Một buổi chiều của mình chưa được một chén cơm.
Hôm bữa đi dự tiệc khai trương bác sĩ anh nhà Ngọc á, Mỹ nó xào cái cà nó nhiều loại rau củ lắm mà thấy ngon ghê, em ăn thấy ngon lắm. Không có dứa cọp đó. Thật là ngon quá. Ngon quá mọi người ơi. Buổi chiều là mình ăn một chén cơm lưng lưng tới đây. Vì sợ béo. Mình đã nhỏ con mà còn béo nữa thì giống như hột vịt lộn. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Mình sẽ uống một ly nước. Thay lời tạm biệt mọi người nha. Ngon quá. Chán miệng bằng một cái hũ rau câu, một cái rau câu chế vải. Ngon quá. Thơm lắm vải rồi. Trộn cái này vào đây cho nó mặn mặn. Trộn hết nước tương vào cái. Ăn không hết một trái cà tím nướng mỡ hành. Thank you, cảm ơn. Bye bye mọi người.